chắc chắn phải gọi tên Ankokuken Kurayami Ám Kiếm. Thanh gươm được thiết kế với phần lưỡi kiếm với những chiếc gai nhọn từ lồi rồng, được bao phủ bởi một màu vàng kim. Phần thân kiếm là biểu tượng của gương mặt của Caliber và tất cả những thứ còn lại là một màu tím của bóng tối. Ám kiếm là một trong những thanh gươm có rất nhiều khả năng liên quan. Nổi trội nhất có lẽ là sử dụng sức mạnh bóng tối để phong ấn tuyệt kỹ của kẻ thù, hấp thụ và vô hiệu hóa chúng. Những người sử dụng nổi trội như Kento còn có thể sử dụng ám kiếm để tạo những vết rạch đến từ không gian bóng tối, dịch chuyển bản thân đến những nơi khác và xuất hiện bất ngờ tại chiến trường như một cánh cổng dịch chuyển, xuất hiện và biến mất mà không ai có thể kiểm soát. Ám kiếm còn giúp người sở hữu đi đến những tương lai khác, nơi mà họ thấy những viễn cảnh hết sức tồi tệ, đúng như phong cách của nó, đưa người sử dụng đến không gian của bóng tối thật sự. Điều này phần nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của người sử dụng. Họ dễ dàng bị những người thông não chi thuật như Thomas làm cho lệch lạc và không biết có nên tin tưởng vào tương lai của ám kiếm hay tin tưởng vào tình bạn của bản thân. Đây nhiều phần sẽ là điểm yếu hơn là điểm mạnh, nhưng dù sao nó cũng sẽ mang cho người sở hữu một quyết tâm to lớn thực hiện mục đích của mình. Ám kiếm có thể phong ấn những thanh kiếm khác và thậm chí là phong ấn cả Kamen Rider Solomon. Nhưng phần nhiều những khả năng này có lẽ đến từ người sở hữu hơn là bản chất của thanh gươm. Điểm yếu có thể coi là chí mạng cũng nằm trong khả năng phong ấn của ám kiếm. Khi phong ấn những kẻ thù quá mạnh, nó có thể giúp người sử dụng ám kiếm đăng xuất chung với kẻ bị phong ấn. Một tính năng cực kỳ hay từ một thanh gươm đã xuất hiện từ đầu phim nhưng vẫn có những khả năng hết sức bá đạo.